Cái câu hỏi của bạn mà bảo tại sao chọn sản phẩm của Vinawater ấy, dạ, thì thực chất thì mình cũng là dân kỹ thuật nên là trước khi chọn sản phẩm thì mình cũng đánh giá về tiêu chí kỹ thuật rất là kỹ, dạ, phù hợp với cái là cái mình mong muốn. Dạ. Cái nữa là gì là một đối tác nào ấy, dạ, mình hợp tác thì mình cũng phải đánh giá, dạ, vì là mình cũng là doanh nghiệp mà. Dạ. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Hải đang đứng ở Phú La, Hà Đông. Đây là một tòa 7 tầng rất là đẹp. Ở dưới thì sẽ làm văn phòng và ở trên thì sẽ là để ở. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ xem qua phía bên ngoài của tòa nhà và cùng mình đi tham quan hệ thống lọc nước tổng. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ vào tham quan lọc thô trước bể ngầm. Xin mời. Đây, đây là lọc thô. Trước khi mà vào nước vào bể ngầm thì sẽ qua lọc thô này trước. Và đây là van điều khiển tự động. Đấy, thì với cái kích thước lọc là từ 50 đến 80 micron. Đấy, thì nước sẽ được qua lọc thô trước. Trước khi mà vào bể ngầm thì ở đây nó sẽ có hai hệ thống nước, hai hệ thống bể ngầm. Nên là đây là sẽ là một cột. Và phía bên này là một cột nữa nhưng mà đang đóng cửa. Đấy, giờ xin mời các bạn lên trên tầng trên, trên mái để tham quan hệ thống lọc nước tổng của chúng tôi. Xin mời các bạn tham quan, đây là khuôn viên của tầng 7. Rất là đẹp, ở đây là các nhôm đúc trang trí rất là cẩn thận và rất là đẹp. Đây là toàn bộ khuôn viên của tầng 7. Rồi bây giờ thì xin mời các anh chị sẽ cùng lên trên mái để tham quan hệ thống lọc nước tổng của chúng tôi. Rồi xin mời các bạn tham quan, đây là toàn bộ khuôn viên của trên mái ở đây ạ. Thì ở đây thì sẽ chia ra làm hai hệ thống đường nước, sẽ có 4 tét nước và hai hệ thống lọc tổng. Đây xin mời các bạn vào tham quan hệ thống lọc nước tổng của chúng tôi mà chúng tôi đã lắp đặt rồi. Ở đây đây chính là lọc kim loại nặng thì sẽ xử lý về sắt mangan, hydrosulfur, arsen. Rồi tiếp đến đây là lọc thô, sẽ xử lý lọc các tạp chất từ 1 micron trở lên. Và đây là lọc tổng, sẽ xử lý về clo dư, màu mùi, thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu, những tồn dư về hóa chất. Và còn đây là lọc mềm thì sẽ kiểm soát về canxi, magie, sắt 2, amoni thì giúp cho nước cứng thành nước mềm và tiết kiệm được hóa chất cũng như là quần áo, da tóc sẽ mềm mại hơn. Và đây là bình đựng muối. Còn đây là bơm tăng áp biến tần. Và đây là hai hệ thống lọc tổng lắp rất là đẹp. Đấy, xin mời các bạn tham quan. Đây là toàn bộ hệ thống lọc nước tổng mà chúng tôi đã hoàn thành. Đấy, và bây giờ thì chúng tôi cũng có mời anh chủ nhà sẽ lên tham gia trò chuyện với chúng tôi trong video này. Rồi xin mời. Xin giới thiệu với tất cả các anh chị, đây là anh Dũng. Anh vừa là chủ nhà, đồng thời là giám sát trực tiếp của công trình. Thì thưa anh, cái thời điểm mà ban đầu mà em trao đổi công việc với anh ấy, thì em rất ấn tượng với câu nói của anh là anh là dân kỹ thuật. Và đấy là một trong những cái neo điểm để em hy vọng là mình có cơ hội trong cái công trình này. Thì ngày hôm nay thì em rất muốn là được hỏi anh lý do mà anh lựa chọn là cái sản phẩm cũng như là cái dịch vụ của bên em và cái cảm nhận của anh đối với sản phẩm của bên em tới thời điểm này ạ. Thực ra thì đầu tiên là thời điểm này thì mình cũng khá là vui vì khi nhìn cái sản phẩm được hoàn thiện như thế này. Vâng. Thì cũng trông cũng khá bài bản và chuyên nghiệp. Dạ. Và cũng cảm nhận được là đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Dạ. Đấy là đầu tiên là cũng khá là vui đã. Dạ. Vâng. Thế còn cái câu hỏi của bạn mà bảo tại sao chọn sản phẩm của Vinawater ấy. Dạ, vâng. Thì thực chất thì mình cũng là dân kỹ thuật nên là dạ, vâng, trước khi chọn sản phẩm thì mình cũng đánh giá về tiêu chí kỹ thuật rất là kỹ. Dạ, vâng ạ. Phù hợp với cái là cái mình mong muốn. Dạ. Cái nữa là gì là một đối tác nào ấy. Dạ. Mình hợp tác thì mình cũng phải đánh giá, vâng ạ, vì là mình cũng là doanh nghiệp mà, vâng ạ, nên là mình đánh giá cái đối tác mà mình hợp tác thì mình cũng tìm hiểu thì biết Vinawater cũng là một doanh nghiệp về cái sản phẩm lọc nước, vâng ạ, cũng có cái thị phần ở trên thị trường khá nhiều, đấy là cái yếu tố thứ nhất, vâng ạ. Cái yếu tố thứ hai nữa là Vinawater cũng tư vấn được cho mình cái sản phẩm mà đúng cái mình mong muốn, vâng, tức là sản phẩm thì có rất là nhiều, vâng, và nó sẽ phù hợp với cả tùy từng gia đình và tùy từng cái nhu cầu
sử dụng như thế nào. Dạ vâng. Thì Vinawater cũng tư vấn cho mình được cái sản phẩm mà đúng cái mình mong muốn. Dạ vâng. Và cái thứ ba nữa là mình nghĩ rằng là cái hy vọng mà cái dịch vụ của Vinawater đem lại sau khi công trình mà cái sản phẩm đưa vào sử dụng thì mình sẽ tin rằng sẽ đón nhận được cái sự là hợp tác tiếp tục trong quá trình sử dụng của mình để mà bảo trì bảo hành cái sản phẩm này. Dạ, vâng. Đấy là cái niềm tin mà mình đặt vào Vinawater và dạ, chọn vâng. sản phẩm của Vinawater. Vâng. Dạ. Thì thay mặt công ty ấy, thì em xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và qua đây ấy, thì em cũng muốn nói lên rằng là anh Dũng cũng như là các anh chị đã đầu tư hệ thống lọc nước tổng. Điều đó có nghĩa là rất là chú trọng tới chất lượng sống, rồi sinh hoạt hàng ngày cũng như là sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Và em rất mong muốn là sẽ có nhiều người quan tâm đến hệ thống lọc nước tổng hơn nữa. Và video của chúng tôi đến đây thì xin được khép lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn.